Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tổng số trường hợp mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội là hơn 13.000 ca, cao gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, diễn biến nhanh, dễ nhầm lẫn với một số bệnh truyền nhiễm khác. Do vậy, việc phát hiện sớm là yếu tố quan trọng giúp điều trị bệnh hiệu quả. Ghi nhận tại khoa nhi hệ thống y tế Thu Cúc TCI, những ngày gần đây số trẻ đến thăm khám và được chẩn đoán xác định mắc sốt xuất huyết liên tục tăng mạnh. Nhiều trường hợp có dấu hiệu cảnh báo và đến khám muộn do gia đình nhầm lẫn với các bệnh khác như sốt siêu vi, cúm hay viêm đường hô hấp. Triệu chứng điển hình của sốt xuất huyết bao gồm: thứ nhất, sốt cao, đột ngột liên tục, nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, da sung huyết, đau cơ, đau khớp, nhức hai hố mắt. Ngoài ra, từ ngày thứ 3, ngày thứ 4 của bệnh thì thường có các chấm xuất huyết dưới da hoặc là biểu hiện xuất huyết niêm mạc sớm như chảy máu chân răng hoặc chảy máu mũi. Phát hiện và điều trị kịp thời có ý nghĩa rất to lớn trong hạn chế nguy cơ sốt xuất huyết biến chứng. Chính vì vậy, khi có dấu hiệu sốt xuất huyết, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến khám tại cơ sở y tế uy tín gần nhất.